Hello hello anh em nha. Hôm nay thời tiết Quy Nhơn đẹp này, chúng ta sẽ có một chuyến hành trình nho nhỏ đi tất cả các cái dự án trên Quy Nhơn. À mà thật ra thì thuận tiện thì chúng ta đi nha, chứ đi hết thì cũng hơi cay chút, căng lắm. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ Grand Center. Tại sao bắt đầu vậy? Tại vì theo đúng vòng tour thì có lẽ là hiện tại chúng ta sẽ đi Grand này, Sterling này, Cadia này, và sau đó thì có thể là Melody, Kala và dự án ở Tây Sơn, và cuối cùng có thể là sẽ về và lại cái dự án của Phú Tài Centraline. Đấy, thì đó là cái lịch trình dự kiến anh em. Trong cái hành trình thì nó có thể thay đổi nữa. Mọi người nãy giờ nhìn có thấy cái nhà đâm xà không? Đâm xà của Vĩnh Cường không? Mọi người thấy hay không? Nhiều người kêu là ở thì nó sẽ bị kiểu dòng khí của ngôi nhà nó không ok, nhưng mà kinh doanh thì thấy là mấy cái chỗ bị đâm xà kinh doanh là ok nha, tại vì thường nó sẽ là ngã ba. Đấy. Thì không biết là quan điểm của anh em về cái đoạn này như thế nào. Mình thì nếu mà mua thì muốn ở thì mình sẽ tránh xa, còn nếu mà kinh doanh thì cũng có thể cân nhắc là mua. Tất nhiên là với những cái vị trí như vừa rồi thì mình còn lâu mới có thể tích lũy được tài sản để mua, nhưng mà anh em thì nghĩ thế nào thì có thể comment bên dưới nha, để chúng ta cùng chia sẻ về quan điểm này. Còn bây giờ thì Ti đang di chuyển trên đường Nguyễn Thái Học và chúng ta sẽ đi đến dự án Grand Center. Grand Center thì đợt rồi là các bạn sale á, bạn thư ký dự án thì gửi cho các khách hàng là cập nhật tầm 40, thì cái nhiều người họ đang muốn hỏi Thi thử là có tầng 40 thật hay không. Thế nhưng mà Thi nhìn mấy cái bảng số thì người ta bảo là nó mờ hết rồi, bây giờ cũng chả biết đường nào, thì cứ nghĩ là phòng 40 đi ạ. Thì chúng ta luôn tin tưởng vào bên chủ đầu tư đi. Thì nếu mà họ có xây tầng 38 mà hỏi tầng 40 thì chừng nào nói xong người ta báo, chứ mình ý kiến là mình có cãi được người ta đâu, đúng không mọi người? Nhưng mà hôm nay mình đi để xem thử là cái tòa bên trong ấy thì hôm nay người ta đã cẩu sắt thép ra rồi thì người ta xây chưa, rồi lực lượng khi nào như vậy thì dự kiến là khi nào cắt nóc được đó, thì kiểu mình xem vậy. Chứ nhiều khi cẩu sắt bỏ nửa tháng sau lại tiếp tục làm, rồi cái lâu cái đưa đội thợ lên chụp ảnh xong cái vài bữa nữa cái hết tiền cái lại không làm thì nó lại lâu. Nên là hôm nay đi thực tế là mục đích là vậy thôi, còn rất là hy vọng là nó sẽ hoàn thiện nha anh em, không thể cho những nhà đầu tư chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn, tốt đẹp hơn. Ok, nắng đẹp thì cũng muốn quay lại vòng các dự án xem hôm nay thế nào rồi. Thì các chủ căn hộ thì chắc cũng muốn nhìn thử là đứa con tinh thần của mình, là tài sản của mình ở trong đấy, bữa nay nó có thêm áo mới hay được sửa chữa cái hông chưa, kiểu vậy. Nên đi xem cho vui thôi, ra đứng xem cứ xem thôi chứ cũng không có leo lên gần từng căn hộ mà quay được, đúng không anh em? Đấy. Hôm bữa trước là các bạn sale là chụp cái đoạn sâu nào cái cổ sắt rồi lên là chụp hình quay phim rồi các rất nhiều lắm. Thế nhưng hôm nay đi nè, thứ nhất là người ta đánh giá cái cậu, thì cái cậu đứng yên không chạy nha, cậu trên trần á, đây cậu trên trần là đứng yên không chạy nè, thang bên cạnh không chạy nè. Đây. Âm thanh thì theo cái tai thông thường nghe thì không thấy cái gì trong á. Đấy, đó là cập nhật chỉ tình hình chung thôi, còn ai biết tối họ làm sao. Ok. Đấy, bây giờ là không nghe gì hết nha, cậu không chạy nha. Vậy rồi, thang máy thì không chạy luôn. Rồi, xong, kết thúc. Ở tòa nhà thì thông báo là tầng 40. Đó. Giờ chạy ra Sao Liên. Thì Sao Liên chắc đi bên đường Lê Duẩn thôi. Ngó cái cổng thử, xem thử người ta xây sao rồi. Chứ nó cắt nóc xong mà giờ nó chờ hoàn thiện thôi. Khi nào mà nó phủ lên mình lớp áo mới thì chúng ta lại thấy rõ nét hơn. Còn bây giờ thì đi dạo để canh khi nào nó thủ áo.
Hôm qua giờ mưa nha, hai ngày rồi mưa, không có đi quay được nhiều anh em. Đi lại chân đi mà gặp mưa là thấy cũng hỏi á. Hôm nay nắng lên đẹp vì đi xem cái dự án nó chuẩn chỉnh hơn. Đứng đây nhìn sao linh quá đẹp luôn anh em. Nhìn đứng sừng sững hai tòa. Có tiền rồi mình cũng sẽ lượm một căn lên đó thôi. Ngoài cái việc đó là kiểu mua để xài thì theo nếu mà ở phương diện ở cái vị trí đẹp như vậy ta sở hữu được một căn thì thấy hay ho, thấy cũng thích thích. Hỏi mày nhà đâu, nhà Selin. Tất nhiên là nếu mà bạn có cái nhà đất ở dưới chân á thì mấy cái ông căn hộ thì tranh không lại. Thế nhưng mà nếu mà không có thì lên trên đó. Chứ cứ hỏi là tức là nó kiểu nó phân cấp ra mọi người. Khu vực trung tâm, khu vực ngoài rìa nó dần dần cũng nhà đất cả. Nhưng mà với những cái người trẻ như thì chỗ nào mà ở được giá phải chăng về dịch vụ rồi tiền bạc trang trải đủ thì ở thôi, chứ không dám phân đấu lên những cái như thế này. Nên phải nói là dùng những từ lâu, rất lâu về sau, nếu như chúng ta có tiền thì sẽ cũng sẽ mua, đấy là cái mong muốn. Còn thực tế thì anh em cứ tùy vào tài chính của mình xử lý thôi nghe. Hôm trước có bán cái sao linh này có một bạn trẻ, bạn làm tháng có 10 triệu à, mà bạn mua căn 2 tỷ, bạn định vay 80%, trời bạn 95, mấy người bạn không mua, chứ mua xong ngồi khóc ròng luôn. Mình đầu gói tư vấn thì cũng cứ hỏi nếu khác nhiều này mua. Trời, họ đã giá đang cao nữa chứ. Nếu mà tính ra sau khi hỗ trợ lãi suất xong trả tháng tầm 12 chai đó mọi người. Đấy là tính nó lãi suất trung bình khoảng 10% nha. Nó mà có những cái hack đeo anh họ hỗ trợ mà nó thả nổi thì nhiều khi nó biến động lên trên nữa là đuối luôn, khỏi ăn khỏi uống luôn. Thì đang đi qua đường Lê Lai nha. Dự án tiếp theo thì chúng ta sẽ đi Cadia. Cadia thì hôm nay người ta xây cũng mạnh rồi. Tất nhiên là khi cho đến khi họ đóng xong cái phần họ khoan xong cái phần cặp đó. Còn tiếp theo thì chừng nào họ xây hầm xây móng thì tính sau nha. Thì có lẽ họ đang đốc thúc cái này để nó âm vang cộng hưởng với lại cái dự án Bắc Hà Thanh. Trong này thì họ vẫn đang làm, tối vẫn làm luôn nha. Thì tất nhiên là tối là thấy làm sơ sơ thôi. Ok, lại ngay cái cổng này người ta mở nè, mở thường xuyên. Vị trí này cứ mở để cho mấy ông cập nhật, xong mấy ông đưa lên để thấy là tôi đang làm khí thế. Rồi lộ trình tiếp theo dự kiến là sẽ đi ngang qua Melody. Thì tất nhiên là Melody chắc là cũng chỉ là xem thôi, chứ nghi ngờ là không làm gì nữa. Nhưng mà sẵn tiện đường thì mình đi thôi. Đường phố đẹp mà, những vị trí của những căn hộ này, những tòa nhà này siêu đẹp. Đấy, nói chơi lên chơi xuống, cái nhiều anh hỏi được cái thằng này nó không có tiền mà lấy nó mua. Đấy, mày chê mà mong mày mua đi. Thì thực tế là đúng rồi anh em ạ. À, nói vậy thôi chứ căn này ít nhất cũng từ 1.2 tỷ trở lên à, tiền đâu mua. Thế nhưng mà kiểu như là mình so sánh giữa các tòa nhà thôi, mình so sánh thôi. Còn mà biểu mua ấy, mua mới được quay, mới được nói thì thôi, đừng có tin tưởng vào em đi. Tiền đâu mua, đúng không? Đấy nên là đi, cứ đi tham khảo, trò chuyện rồi mình khảo sát các mức giá ở đây, rồi so sánh như vậy. Mọi người thích ok thì xem, không thích thì thôi. Chứ bây giờ biểu em mua rồi mới được nói là thôi thua rồi. Em đã đủ tiền mua hết mấy căn hộ đây rồi, cho em lên nói gì cho mất công, đúng không? Người ta nói có một câu rất hay, mấy thằng cha mà dạy kiếm tiền ấy là nó đang bán kiến thức để lấy tiền á.
không kiếm tiền bằng mấy người im lặng đâu. Còn mấy người kiếm được tiền á là họ im lặng, họ làm. Đấy là mình nói trong một cái đội chuyên môn nào đó nha. Nên á bây giờ nhiều người á kiểu đăng ký có học 40-50 triệu rồi á, thì cái người dạy giàu chứ người học cứ chắc giàu nha. Thì trình độ kiến thức đâu thì mình đâu đánh giá, nhưng mà mình nhìn trước mặt cái đã, cái ông mà ổng dạy là ổng giàu trước cái đã, còn cái ông học ấy 1.000 người học á thì không biết là bao nhiêu người giàu, thì tôi không biết nha. Đấy à, quay về cái độ tinh hoa, độ thấu hiểu là từ xong ra cái kiến thức đó cho người làm được làm không, rồi tùy vào cái nội tại của từng người nữa. Có người là biểu là đầu tư tài chính chứng khoán kiến thức ok, tiền ok, nền móng ok, thời điểm ok, vốn dây chạy mạnh ok, là chờ hoài nó cũng lên đấy, nhưng mà người không có mà làm theo cũng chết đấy. Có nghĩa là tùy vào bối cảnh nha, ý là vậy thôi. Có nhiều anh bảo nói lan man quá thì thôi, nhưng bây giờ chốt một câu ấy, tùy vào bối cảnh, tùy vào hiện thực của mỗi người ấy, sẽ cách xử lý khác nhau. Cho bây giờ không thể đồng nhất được, ok. Đấy, tóm lại là chỉ người dạy kiếm tiền mà có người học đó thì là mừng rồi. Đây, đây là cái tòa, tòa gì ha, tòa Flamingo. Bữa trước là thi nhầm là bên này là Tropical, bên kia là anh nhỏ đâu, tòa này tòa Tropical, bên kia là Flamingo. Đấy, Tropical, bữa trước cứ nhầm với tòa kia là tòa Tropical à. Nhưng không phải, sorry, cứ nhầm lộn lên lộn xuống hoài, cứ nhầm cái tòa này là Flamingo, tòa này là Tropical, nhưng thực tế là tòa kia là Flamingo, tòa này là Tropical. Đấy, mọi người đã lộn qua lộn lại không, mọi người chứ. Đây cái quán cà phê basic mới này thì thấy nó basic cực kỳ luôn, nhưng mà buổi chiều tối rất là nhiều bạn tới check in rồi, thì nó đơn giản, nó đơn điệu vậy, nó lại có điểm nhấn riêng basic này. Các em gái bác đẹo luôn, sáng là tầm khoảng 8 giờ là được, bây giờ trưa rồi thì cũng có, thì mọi người sẽ không đi nữa. Cái đoạn này thì vẫn những cái nhà cũ ở đây nè. Thấy cái mặt tiền bên kia là họ đang giải phóng mặt bằng rồi, bây giờ mà có một lô ở đây thôi chứ phê đây nè, đã đừ luôn. 98 Võ Thị Yến thì đã chắc 100 rồi. Ok, đang đi ngôi Gia Tự nè. Dạo để xem Quy Nhơn nha anh em. Hôm nay cũng không biết gì trao đổi thêm. Đây, ta đi con đường này nè. Con đường này là bên trong đây nó cũng thơ lắm á. Đi đường bên kia thì có thể qua thành dự án Tây Sơn luôn, thôi mình đi bên này. Đường này là Đặng Văn Trắng. Thì cảm giác giống như bây giờ thì tắt máy một cái, mọi người thấy không, con đường này yên tĩnh hẳn luôn, rất là đẹp. Đúng mọi người, đó, quá ưng luôn cái gì nữa. Bên này là bên này nè, bên tay trái chúng ta là quân y nha, bệnh viện quân y. Lên đây có đường Trịnh Công Sơn, ra biển gần lắm. Đây này, ra biển nè. Dự án 79 Tây Sơn là họ ở bên kia kìa, đó. Chạy qua để xem họ làm đông vui không thôi nghe. Vậy chắc có lẽ là đi qua đó xong vòng lên chỗ Richmond luôn. Tôi nói đi một vòng luôn á. Sáng nay đi quay muộn mọi người. Bữa nay lên livestream cửa tướng nữa. Bị đánh cho xù đầu luôn.
Ok, mọi người thấy không, khu vực này đông vui chưa, quá trời đông luôn. Đó, họ đang làm cẩu chạy thần thật luôn, đông đúc. Làm vậy thấy tự nhiên muốn mua dự án đó Vũ Sơn, tại vì theo quy định mới bây giờ phải hoàn thành xong móng rồi, mới ba hầm ở dưới rồi bắt đầu bán được, nên là chủ đầu tư bây giờ buộc phải buông tiền ra thôi, buông tiền để làm cho nó đạt đủ điều kiện bán thì mới được mở bán, chứ không phải như ngày xưa Takashi không có cái gì hết, ký hợp đồng góp vốn bán khí thế, bây giờ ngay cả hòn gạch cũng không có luôn. Thì bây giờ có thể là các người mua phải thanh lý lại, nhưng mà tiền thì không biết lấy về được chưa, tùy nha, tùy theo cái năng lực tài chính của chủ đầu tư. Bữa có mấy cái hình ảnh mấy bạn đưa lên các trước trụ sở Danh Khôi thì người lạy lên lạy xuống một các kiểu, mình không biết là như thế nào. Mình thì mình thấy như vậy, không biết là họ biểu tình, họ căng băng rôn, rồi họ tới họ đòi tiền, xin tiền, họ lạy lộc gì tùm lum ấy. Chúng tính ra ngày xưa Danh Khôi về Quy Nhơn là tưởng quá trời sale luôn, cứ bạn sale mà bán được lô là tiêu hết rồi. Ok, chúng ta đến với lại Richmond nha. Các bạn bán được hàng thì bác có tiền, nhưng người mua thì cũng run lắm. Nên là hồi bữa có anh kia anh bảo với mình là chỉ cần nêu cái tốt của dự án thôi, còn ai xuống tiền trách nhiệm của họ, thì mình cũng chỉ đồng ý một phần thôi. Chúng ta sống thì có thể làm người đồng hành thay vì người bán hàng. Đấy. Nên thì đâu có bán được hàng nhiều đâu. Ngay cả bản thân mình nhiều khi mình đọc cái rủi ro cho người ta, mình cũng muốn bán hàng lắm, nhưng mà kiểu thấy rồi đó mà không nhắc trước, thà mình nhắc người ta không mua, nhưng mà thường nhắc là người ta không mua thiệt, người ta kêu ở thằng này tôi bán ngon qua mua, thằng mình nói tốt không à. Đấy, kiểu vậy. Nói chung thì cũng cũng có hối hận một vài lần vì cái cách tư vấn như vậy, nhưng có lẽ về chặng đường dài thì chúng ta vui vẻ mọi người. Đó là có thể là lời ngụy biện của kẻ không bán hàng được, đúng mọi người. Để tôi hỏi xem thử, bên này chắc không vào được rồi. Đây cái cổng này của bên Hưng Thịnh nè, chắc chắn là cổng này là mọi người sẽ vào mà không cập nhật được tiến độ bên trong đâu. Bên trong là đang làm, đang sang mặt bằng, không vào được đâu. Anh vào được không anh? Không anh. Không ấy. Để em qua đường kia cho. Đấy, mà biết ngay mà. Ta nói đi quay video dưới đi anh chọn mày. Tôi không biết có đến một lúc nào đó có người báo công an không biết nữa, sợ lắm luôn. Nhưng mình đi quang minh chính đại, mình cũng sợ. Đây, bên này đóng cửa rồi mọi người ạ. Không, đây. Nét phong xương. Đó, thì mình chẳng vào, bước vào sẽ bị đuổi ra ngay thôi. Nhưng mà nói chung thì đây, để anh em nắm thêm tình hình, họ đang sang lót mặt bằng của bên này. Đẹp, nói chung là làm đi thì thấy mừng rồi. Nè, đó. Thấy ok không? Bên kia rất là đông người nha, cửa bên kia mình thấy rất là đông. Nhưng mà cửa bên này thì mình đi thì thấy chưa có người, tại chắc đang tập trung ở ngay cái mốt kia nè, cái mốt cấm cờ bên kia kìa. Đấy, họ đang làm bên đó đông lắm. Giờ thì vào đây thì cũng mặt bằng thôi. Và nếu mà vào thêm tí nữa là sẽ có người ra đuổi. Thì thôi. kiềm chế anh em mà, thì thực ra đâu có gì đâu. Và hỏi thăm thế thôi. Ok anh em được không ạ? Rồi ta đi qua Kala Apartment. Được rồi, Kala có nhiều chính sách mới á, nhưng mà mình cũng chưa đọc, chưa cập nhật qua nên là không chia sẻ trực tiếp được với anh em tin này. Đấy thì có lẽ là Grand thì họ cũng phải tranh thủ làm cho xong đi, để tiếp tục là tấn công 9X bên này chứ. 9X bên này mạnh mạnh để bán hàng. Mấy đây là bệnh viện Quy Hòa nha. Đã.
chúng ta sẽ đi ngang qua Kala Bachemin. Nói chung về cái góc quay thì Thi rất thích góc quay này, cực kỳ thích luôn. Không biết sao thấy cái sự tươi sáng, sự rực rỡ, thu hút tầm mắt. Đấy, nhưng đấy là cái ánh nhìn nha, ánh nhìn rất là thích, là hướng quay cũng thích, mà từ bên kia đi qua quay cũng thích. Về cái độ nhận diện thương hiệu thì về Mega Market và Kim Cúc Laser cộng với Gold, họ làm rất hay về các cái màu sắc, họ hợp cảnh quan là rất là thích luôn. Kala Bachemin thấy là có nhiều cái thông tin là có người vào ở rồi, thế nhưng mà mình không thấy cái ban công họ treo đồ. Thì ở một góc độ nào đó thì chúng ta cũng cần phải chờ đợi thêm để thấy. Ok, khỏi ghé vào Kala, mọi người chạy qua Phú Tài Centraline rồi kết thúc video nha. Đi cũng vòng vòng hòm hòm hết rồi. Tầm 2 tuần thì Thi sẽ đi một vòng các dự án. Quay nhiều quá anh em xem cũng chán. Mình cũng sẽ có kế hoạch để phát triển các cái mảng khác. Dành thời gian quay nhiều quá thì mình cũng chưa thể mà mình quay để kiếm tiền mà. Nếu mà nó không ra được tiền, không có view, giới hạn rồi thì buộc phải phát triển ở một mảng khác thôi. Anh em cũng thông cảm nha. Ta vào khu An Phú, đoạn này chắc quen, quá quen với nhiều người rồi. Mấy nay anh bạn quen với Thi không uống cà phê nữa, cái gây là ổng chuẩn bị đi chốt cây canh vài chục tỷ nữa rồi. Nên anh em nào mà có nhà có cửa cứ gửi ổng đi ngang. Ổng rình rình là ổng chốt xong là ổng sẽ, ô hôm nay tao mua cái xe này, hôm sau ổng sẽ chốt tiếp cái, ổng mua cái ô tô là ổng sẽ mời uống cà phê. Đấy, nên người giàu bây giờ quan trọng là tập khách hàng bạn nắm vào ai thôi. Những người lặng lẽ làm mấy hay, người la to lớn chưa chắc đã hay, đúng mọi người. Mấy đại gia họ im hơi lặng tiếng lắm, sale giỏi họ cũng vậy, người bán hàng giỏi họ cũng vậy. Không ai chia sẻ cái mánh khóe mình ra cả. À không phải, dùng cái từ mánh khóe nó ghê sợ vậy. Kỹ năng chiêu bí kíp, gọi là bí kíp võ công rồi. À, hôm nay là lên tới tầng bao nhiêu rồi nhờ? Ok, đứng đây dồn tí á. Tầng 16, 17, 18 rồi anh em ạ. Nó chỉ có hai mấy tầng mà đây lên nhanh quá chưa. Hôm nay như không say. Hôm nay không say nha mọi người. Nhưng mà tầng 18 rồi kìa. 16 nè, 17, 18 nè, sàn tầng 19 rồi đó. Quá đỉnh cấp đi chứ, đòi gì nữa. Tốc độ vậy là quá là ok. Ok, đoạn này rồi thì Thi xin phép dừng video luôn nha. Cảm ơn 500 anh em đã theo dõi và hẹn 500 anh em ở đợt sau đi.